Tây Sơn Đất Hổ Tướng. Võ Văn Dũng, hổ tướng số 1 của Vua Quang Trung, là cao thủ võ học xuất sắc, am hiểu về đao pháp. Đương thời, Võ Văn Dũng nổi tiếng với cây lôi long đao tung hoành trên chiến trường. Trần Quang Diệu, trung thần không thờ hai vua, ông góp mặt trong hầu hết những trận đánh quan trọng của quân Tây Sơn. Thiết Côn Vô Địch, Võ Đình Tú, được một nhà sư dạy binh pháp và võ nghệ từ thuở nhỏ. Tương truyền, khi múa côn giữa trời mưa, người ông không hề dính một hạt nước. Đô đốc thủy quân Nguyễn Văn Tuyết, với câu nói nổi tiếng lưu truyền đến tận bây giờ: ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi bất bình, đó là sở nguyện của ta. Lý Văn Bưu, nổi tiếng với khả năng huấn luyện ngựa và tài bắn cung trăm phát trăm trúng, mỗi khi cầm quân xông trận, ông luôn mang theo bên mình cây kỳ nam cung khiến kẻ giặc khiếp sợ. Hổ tướng Lê Văn Hưng, với bản tính chân chất, ngay thẳng, dù không biết chữ nghĩa nhưng là bậc trượng phu, ra lòng cảm phục mà gọi ba từ: Lê vô địch. Nguyễn Văn Lộc, ta nhập nghĩa quân Tây Sơn và được phong đến chức hữu đô đốc. Từ đó, ông cùng quân Tây Sơn nam chinh đánh chúa Nguyễn, quân Xiêm, bắc phạt đánh chúa Trị, quân Thanh.